Thúy xin kính chào quý vị khán giả đài truyền hình Việt Face TV. Kính thưa quý vị, chỉ còn một vài ngày nữa thôi là đến ngày bầu cử cho chức vụ giám sát viên khu vực 2 của quận hạt Santa Clara. Và tất cả mọi người chúng ta đều mong chờ một giám sát viên không chỉ tài tình, sôi nổi, năng động mà còn biết quan tâm đến cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Hôm nay, Thành Thúy xin trân trọng giới thiệu một ứng cử viên cho chức vụ giám sát viên khu vực 2 quận hạt Santa Clara, đó là bà Teresa Alvarado. Hello. Hello. How are you today? Great. Thank you so much. Kim chào quý vị, Thúy. Yeah, you would like to say hi again by Vietnamese to all audience of Vietface TV. Okay. Kim chào quý vị. It's so good. And I would like to ask you some questions. And are you ready? Sure. And the first question I want to know, why are you running this election? Well, I was born and raised in San Jose. Thưa quý vị, bà ta trả lời đó là bà sinh ra và lớn lên ở San Jose. Bố của bà là một người dân từ Mỹ Tây Cơ. Ông đã đến đây và trở thành một người lãnh đạo trong lĩnh vực radio truyền thông. Mẹ của bà là bà Blanca Alvarado. Bà đã đắc cử chức vụ nghị viên ở thành phố San Jose năm 1980 và sau đó bà đắc cử chức vụ giám sát viên của quận hạt Santa Clara. Bà là người dân cử đầu tiên làm việc trong cộng đồng người Việt Nam và là người đầu tiên mà sử dụng nhân viên của mình biết nói tiếng Việt. Và bà có một nền giáo dục rất lớn và có một công việc rất là tốt. Và bà cũng có hoài bão là phục vụ cho cộng đồng. Giám sát viên là một vai trò rất quan trọng trong hệ thống vận chuyển về đường sắt và cũng như là vận chuyển công cộng. Hoài bão của bà là làm việc trong toàn bộ cộng đồng để đảm bảo rằng quận hạt cung cấp đầy đủ những dịch vụ cần thiết. The second question we want to know, what experience would you bring to this office? Thưa quý vị, Thanh Thúy hỏi bà ta là kinh nghiệm nào mà bà ta mang vào chức vụ này? I have a bachelor's degree in environmental technology and management. Thưa quý vị, bà ta trả lời là bà có bằng cử nhân công nghệ và quản lý môi trường tại trường Đại học San Jose State. Và bà có bằng thạc sĩ kỹ sư môi trường từ trường Đại học Tufts. Bà tốt nghiệp từ trường Harvard của chính phủ. Bà quản lý hai bộ phận của nhà máy cung cấp nước ở thành phố Santa Clara Valley. Và là bà làm việc để cung cấp thêm thông tin về những dự án của chương trình nhà máy nước đến với cộng đồng và thanh tra hệ thống tổ chức của bà. Bà tin rằng kinh nghiệm và khả năng của bà sẽ giúp bà trở thành một người lãnh đạo tốt đến với quận hạt Santa Clara. The third question we want to know, what will be your priority if you are elected? Thanh Thúy hỏi bà ta là những ưu tiên hàng đầu nào mà bà ta đặt ra khi bà đắc cử. I think the first one is affordable housing. Điều quan tâm housing đầu tiên của bà ta đó là chương trình trợ cấp nhà cửa. Thì chúng ta sẽ tìm những cách để mà cung cấp nhà nhiều hơn trong cộng đồng cho những gia đình trẻ đang bị thất nghiệp và những người mới định cư và những người lớn tuổi. Nhà cửa thì quá đắt đỏ cho mọi người và cũng là rất là khó khăn cho nhiều gia đình và nó cũng khó khăn cho người lớn tuổi để mà có thể chi trả. Và vì thế, tiền nhà có thể chi trả thì rất quan trọng cho đời sống hiện nay và trong cộng đồng này. Thì dịch vụ y tế cũng hết sức quan trọng trong cộng đồng của chúng ta. Quận hạt sẽ có những trách nhiệm địa phương cho chương trình Obamacare mà sẽ có những thay đổi quan trọng có thể cung cấp những lợi ích tối đa cho cộng đồng Việt Nam. Chương trình này sẽ mở thêm bảo hiểm sức khỏe cho tất cả mọi người, bao gồm những người đã bị bệnh rồi. Chương trình này sẽ gia tăng liên quan đến Medicare và những toa thuốc của bác sĩ mà người già có thể chi trả được. Nó cho phép mọi người có thể phòng ngừa bệnh tật từ những trung tâm phục vụ sức khỏe cộng đồng và không cho phép những công ty bảo hiểm tăng giá quá cao. Chương trình này sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 1. Chúng ta cần phải có một người lãnh đạo để đảm bảo rằng cộng đồng đã được báo trước và nhận được những dịch vụ đã được hứa bởi chương trình Medicare của Obamacare. Number 3 is a cultural center. Và điều kế tiếp bà ta quan tâm đó là những khu trung tâm văn hóa cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Mẹ của bà ta từng là ủy viên thành phố, đã dành một vài mảnh đất để mà phục vụ cho cộng đồng bằng cách là xây dựng những trung tâm văn hóa. Vì thế, trung tâm văn hóa Việt Nam sẽ được bảo tồn cho thế hệ tương lai trong quận hạt Santa Clara. And I think finally, really it's important to bring the community together. Và điều cuối cùng bà mong muốn đó là mang cộng đồng đến với nhau để làm cái tốt nhất để phục vụ và giao tiếp với mọi người. Đó là cách tôi làm việc và cũng là hoài bão của tôi trong cộng đồng.
And the next question we want to know, how do you plan to bring more services and opportunity to the Vietnamese community? Kính thưa quý vị, Thanh Thúy hỏi bà là bà có kế hoạch nào để mà mang nhiều dịch vụ hơn cũng như là những cơ hội cho cộng đồng của chúng ta? Well, the Vietnamese community has achieved so much in the past 30 years. Quý vị, bà ta trả lời là cộng đồng Việt Nam của chúng ta đã gặt hái rất là nhiều thắng lợi và kết quả tốt đẹp trong vòng 30 năm qua. Và bà ta nhận thấy là nhiều chuyên viên trẻ đạt đến một nền giáo dục và rất là năng động trong cộng đồng. Và bà muốn tổ chức những hội chợ tài nguyên để những người bạn trẻ có thể học được những cái nghề nghiệp của thành phố Silicon Valley. Và qua đó, những sinh viên mới ra trường có cơ hội kiếm được những việc làm có lương cao hơn. The county government provides many important services. Kính thưa quý vị, bà ta bảo rằng chính quyền quận hạt cung cấp nhiều dịch vụ quan trọng, nhưng chúng ta cần bảo đảm rằng những chương trình này sẽ cung cấp những dịch vụ cần thiết. Ví dụ như năm 2011, quận hạt đã tạo ra một bản báo cáo đặc biệt nhắm vào cái nhu cầu sức khỏe của cộng đồng Việt Nam. Bản báo cáo này sẽ giúp cho quận hạt hiểu được nhu cầu của cộng đồng Việt Nam. Cái kế hoạch của bà sẽ giúp cho có nhiều người nhân viên biết nói tiếng Việt trong tất cả những cơ quan quận hạt và nhất là những trung tâm y tế sẽ có nhân viên nói tiếng Việt để phục vụ tốt hơn trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. The last question we want to know, why should the Vietnamese community vote for you? Kính thưa quý vị, Thanh Thúy hỏi bà ta, tại sao cộng đồng Việt Nam của chúng ta nên bầu cho bà? I believe we really need a caring leader who is going to build a trust with the community. Kính thưa quý vị, bà ta trả lời, tôi tin rằng chúng ta cần một người lãnh đạo biết quan tâm và tin tưởng vào cộng đồng này. Tôi sẽ làm việc với những cộng đồng, những lãnh đạo của chúng ta để xác định và giải quyết những vấn đề về dịch vụ xã hội, an ninh công cộng và nhà cửa. Và tôi sẽ biết lắng nghe, sẽ chú ý đến cộng đồng Việt Nam, đấu tranh cho những dịch vụ và quyền lợi. Và khi là một giám sát viên, tôi sẽ rất năng động và để ý đến cộng đồng Việt Nam, để người dân cảm thấy được an toàn và mạnh mẽ. Thank you for your time and good luck for your campaign. And you want to would like to say goodbye to my audience. Yes, thank you so much for your time, Thuy. Cảm ơn quý vị. Và kính thưa quý vị, thì thời gian thì cũng có hạn, Thanh Thúy cũng không biết nói gì, chỉ biết là chúc bà Teresa Alvarado gặt hái nhiều thành công và đạt kết quả trong lần ứng cử này. Và tất cả chúng ta đều mong rằng sẽ tìm được một người giám sát viên thật là tài tình, năng nổ, sôi động và đặc biệt là biết quan tâm đến cộng đồng người Việt của chúng ta. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Talk Show lần tới.